Nhìn vào thì các bạn cũng biết tiêu đề của ngày hôm nay là gì rồi đúng không? Đúng rồi đấy. Bạn nói đúng rồi. Không sai đâu. Vẫn là tựa game cũ mà thôi. Bởi vì mình cũng mà cũng định làm về một vài game lớp lớp mới ấy các bạn. Mình mới còn đang tập chơi thôi. Các bạn nên mong các bạn thông cảm, có mình không hiểu biết nhiều được như các youtuber khác. Thì đây vẫn là cái tựa game đấy. Lên cái nhịp lên chính xe. Ui quật vừa đấy. Ngày hôm nay vẫn là cái map đấy và bây giờ mình sẽ mới cho bạn xem băng qua được có đến lần này không đến luôn rồi. Đây các bạn, đây đây chuyến tàu cần thiết của chúng ta đây. Chúng ta thấy nó thật là ảo diệu đúng không? Mình nói thật với các bạn là trong cái map này bây giờ đang là không có ai các bạn, mà mình ra thì không có ai cả. Ok các bạn, lần này không xe 2A nữa, xe 1A đi. Xinh xắn. Đây là mình tính rất nhiều xe luôn các bạn. Mắt không có ai nhưng mà mình không phải lo mấy. Ui, tàu hỏa trước mặt. Các bạn nghĩa chuyển động đến đây rồi. Không sao cả các bạn. Bây giờ mình lại đi mốt xe tiếp. Mình thấy mà cho tàu được cái gì đấy. Tổ lão vừa mới đến à? Cái này về mình không biết luôn đấy. Đi cái gì đấy. Không nhìn thế này. Mình không biết được nữa các bạn ạ. Các bạn đã kiểm tra chưa? Mình hỏi thế thôi. Bây giờ chạy luôn cho nhanh. Các bạn ạ. Ui. Xe mình bị mất đà. Mất đà mà là tự nhiên mình bị trượt tay lái. Lại mót và chạy sang tiếp.
Đúng thật, mình nói thật luôn với các bạn nhé. Đúng thật nhất, có một người chơi chơi nó sướng thật các bạn. Mình được tự do luôn đấy. Mình tự do muốn làm gì thì mình làm. Chẳng có ai cướp xe hay gì mình cả. Thật luôn với các bạn là như thế. Vấn đề đâu phải là người ta cướp xe. Cái này thì mình thấy nó bình thường thôi, không sao hết. Nhưng mà mình cả hay là phải có phần sướng hơn gấp nhiều lần đấy. Đây lại là cái đầu xe container tàn nhưng không phế. Mình sẽ đi lên nó các bạn. Ui. Sao lên xe lại không đi được. Lần trước thì đi được. Đi thôi, em biết đâu. À đúng rồi, các bạn. Mình sẽ chạy vào cái hộp chuyển này, các bạn ạ. Nhưng mà đây chỉ không có chốt vào được nước xe. Nó mới đau lòng cơ. Coca-Cola y Fanta. Đây rồi, Coca-Cola. Ơ sao? Ơ không nổ Coca-Cola. Y Fanta nữa rồi các bạn ạ. Chán quá kinh rồi. Để đâu cũng lát hết trơn. Quận nhìn xuống dưới này này, toàn là một đống đổ nát. Bây giờ mình phải nói một câu. Lát quá các bạn ạ. Lát quá chẳng làm gì được. Mỗi mình lại bình thường nhá. Ôi ôi. Băng qua. Đây mình sẽ đi lại. Đây. Mình không thể ở đây sau lắc kinh như nhỉ. Đây là mấy cái toa xe này. Toa xe không chở hàng này. Đây toa xe chở hàng nó bị đổ rồi. Đấy, đây là cái đầu máy này. Ui. Ui. Chán quá. Mình nó bị lag hết. Ê, nhưng mà nhá. Khi mà mình đến gần cái tàu này nó sẽ phát sáng, nó cảnh báo mình khi mình xa, không cần không quá gần đấy, gần này nó không cảnh báo nữa. Đây gần này nó cảnh báo tin tin đấy vậy. Ok. Ok các bạn,
Thôi video này đến đây của mình đã kết thúc rồi vì máy nó bị lag thôi. Hẹn gặp lại các bạn trong các cái video sau. Bye bye.